Xin chào toàn thể bà con. Có ai đang online không ạ? Xin chào toàn thể mọi người. Hiện tại là đoàn công tác của công ty cổ phần HLC Hà Nội thì đang có mặt tại khu vực Mộc Châu, Sơn La. Có ai đang xem không nhỉ? Anh ấy đang quay tốt. À, quay hộ. Có ai đang theo dõi cái live stream này không ạ? Xin chào toàn thể mọi người nhá. Bác nào mà nhìn thấy em thì có thể là chấm một cái nhá, hoặc là vẫy tay nhá, tương tác một chút nhá. Xin chào toàn thể mọi người. Hiện tại thì đoàn công tác của công ty cổ phần HLC Hà Nội thì đang có mặt tại khu vực tiểu khu Cờ Đỏ của Mộc Châu của Sơn La. Hiện tại thì đang tại vườn của nhà anh Tuấn, là trồng hơn 400 cây cam canh, 400 gốc cam canh. Đến nay là khoảng hơn 3 năm rồi. Và cây này thì năm ngoái là cũng đã bị hiện tượng là vàng lá thối rễ. Và đoàn công tác của công ty cổ phần HLC Hà Nội thì đã xử lý rất là thành công. Và tí nữa cũng sẽ có những cái chia sẻ trực tiếp của anh Tuấn về cái biện pháp anh xử lý như thế nào, kỹ thuật như thế nào và phân bón anh đi như thế nào. Thì mọi người có thể làm tham khảo để có thể là chăm sóc cho vườn mình thật tốt. Và nhân đây thì ở trên cái livestream này thì bà con nào mà có cái vấn đề về cây trồng thì có thể là để lại số điện thoại ở phía dưới để đội ngũ kỹ sư của công ty cổ phần HLC Hà Nội sẽ tư vấn, hỗ trợ cho bà con nông dân và sẽ đến tại vườn để xử lý. Xin chào anh Xuân Thủy Vạm nhá. Xin chào anh nhá. Đây. Vườn thực tế mà nói là vườn cam canh của anh ấy rất đẹp luôn. Lá xanh, đen, dày, có một cái độ bóng nhất định nào đó, rất là đẹp. Nghĩa là nó biểu hiện là cây khỏe đấy ạ. Cây khỏe đấy ạ. Đấy. Xin chào anh Nguyễn Kim Luân nhé. Em sẽ quay cho mọi người là những gốc cây cam đã được xử lý vàng lá thối rễ, những lá cây lúc đầu tiên nó bị vàng ấy ạ, và được đội ngũ của công ty cổ phần HLC Hà Nội xử lý rất là thành công, và lá nó xanh đen và nó đã dày như những cây này đấy. Và đây, ở đây thì anh ấy trồng cả cam, cả cà, cả ổi. Xin chào anh Nguyễn Kim Luân nhá. Như bà con cũng đã biết, để cây khỏe như thế này thì cái vấn đề là đi phân và cái vấn đề là phòng trừ từ nấm bệnh hay là cái bộ côn trùng ấy là chúng ta cũng cần phải quan tâm dứt điểm. Và như bà con cũng đã biết là cam canh á, là một loại cây có múi là khó trồng nhất và đòi hỏi cái biện pháp kỹ thuật cao nhất. Đấy thì có những cái chia sẻ gì về cái kỹ thuật thì mọi người có thể là bình luận ở dưới đây, thì anh em có thể là mổ xẻ ra, thì chúng ta cùng là chia sẻ để học hỏi lẫn nhau. Xin chào chú Trức ạ. Cháu chào chú Trức. Đấy. Thì như để cây này nó khỏe thì anh ấy cũng dùng cái bộ sản phẩm xử lý cái vàng lá thối rễ của công ty cổ phần HLC Hà Nội, là cái bộ trị nấm, trị tuyến trùng và kích rễ. Nghĩa là khi mà cây nó bị khoảng tầm độ 20-30%, nghĩa là với lại mức là cây nó đang bị nhẹ ấy ạ, thì ta tiến hành, nếu mà pH đất ổn rồi và cái độ ẩm đất tốt rồi thì chúng ta là bồi bổ thêm, cung cấp thêm cái vi sinh vật có lợi, cung cấp thêm những cái dòng là để đặc trị ạ, đặc trị những cái nấm là Phytophthora, Fusarium, những cái nấm chính gây hại dưới gốc rễ, thì chúng ta tiến hành là chúng ta xử lý dưới đất
Tại vì vàng lá là, như bà con cũng đã biết là cái hiện tượng vàng lá là chủ yếu là do nấm và tuyến trùng gây hại. Dưới gốc rễ là chủ yếu. Đấy thì chúng ta phải xử lý dứt điểm nó, đúng không ạ? Đấy, nói chung là một khi mà cây trồng nó đang bị bệnh như thế nào ấy, bị bệnh gì ấy, thì là chúng ta cần phải, nói chung là bắt đúng bệnh và xử lý đúng thuốc thì nó mới thành công. Đấy, vườn của nhà anh nói chung là rất là đẹp mê ly luôn. Đấy thì anh ấy sẽ đánh hai lần, anh ấy sẽ đánh hai lần cái dòng đủ gốc đấy. Và khi mà đánh cái nấm với tuyến trùng ok rồi thì mình mới bắt đầu là mình kích rễ để cho để cho cây nó khỏe, rồi mới bắt đầu cho ăn phân, phân bón lá, phân bón gốc, thì lúc đấy ta mới tiến hành ta xử lý. Đấy, rất là đẹp luôn. Đấy thì bà con mình mà có cái vấn đề gì về kỹ thuật đi ạ thì cứ để lại số điện thoại nhá. Thì hoặc là có thể là bình luận ở phía dưới, anh em thì trao đổi chia sẻ với nhau để học hỏi kinh nghiệm. Văn Ba, em cháu anh ạ. Anh Văn Ba ơi, nhà anh là trồng cây gì đấy anh? Xin chào chị Liên Doãn. Mình đang bị vấn đề gì về cây vậy chị? Mọi người ơi, mọi người có vấn đề gì về cây trồng ấy thì có thể là bình luận ở phía dưới ạ. Thì tí nữa thì chắc là trong cái livestream này thì chắc là em cũng không thể trả lời được hết comment ngay tại cái video này. Nhưng mà em sẽ cố gắng là sau khi tắt livestream này thì sẽ tranh thủ là sớm nhất để gửi cho bà con những cái quy trình xử lý kịp thời để xử lý cho cái vườn cây của nhà mình được tốt nhất. Chẳng hạn ví dụ anh Văn Ba hay là chị Liên á, có cái vấn đề gì về cây á thì cứ bình luận ở phía dưới, được không ạ? Hoặc là inbox cho em thì để em sẽ hỗ trợ cùng với mọi người để xử lý cây của nhà mình. Ở đây thì anh ấy để cỏ rất là, nói chung là nó giống là một cái thảm thực vật để bảo vệ cái vi sinh vật ở dưới đất. Đây, nó bảo vệ cái độ ẩm ở dưới đất luôn. Đây, rất là ok. Và cái vườn này là có những cây như năm ngoái là nó đang bị vàng ấy, nhưng mà anh ấy xử lý bây giờ là nó đẹp lắm. Đây, quay cho mọi người toàn bộ tổng thể vườn nhá. Rất là đẹp luôn. Đây, cây rất là khỏe. Năm nay vụ này thì anh không bắt quả nên là chưa cắt tỉa. Đây, cây rất là khỏe. Ngoài ra lại trồng cả ổi nữa. Này, lá rất là đanh này mọi người, kiểm tra nếu mà cây khỏe ấy, lá rất là đanh và lá rất là dày luôn. Rất là dày luôn. Mà nhìn cái thảm thực vật như thế này là mình cũng biết là về cái vấn đề là như thế nào rồi này. Đấy, được chăm sóc rất là cẩn thận. Chúng ta cùng đi sang cái khu vực khác nhá, xem là cái vườn cây á nó có tốt, nghĩa là có những cây nó có tốt được như thế không. Đây này, cây rất là khỏe luôn đây. Cây nào cũng rất là đanh, cây nào cũng rất là khỏe luôn. Đấy thì để cho anh em, để anh em xem. Đây, nói chung là không phải nói quá đâu nhưng mà 10 cây như 10 luôn. Đây, những cây vườn như thế này là công ty là đã xử lý rồi. Đây là những cây, còn những cây bé này này thì là mới, thì cũng nhà bà con nào mà mới xuống giống nhá. Tại vì cái mùa mưa này thì là người ta xuống nhiều này. Ở trong Nam này, mùa mưa Tây Nguyên này cũng xuống nhiều này. Đấy, bà con nông dân chú ý là một đặc điểm là đặc thù là vào cái mùa mưa ấy là cái vi sinh vật có hại ấy, nói chung là nấm với lại các loại mà nó gây hại cho cây trồng ạ, nó rất là bị nhiều ạ, và nó sẽ tấn công vào trực tiếp vào cái cây của mình á. Thế nên là mình phải có những cái biện pháp để mình phòng ngay, đúng không ạ? Mình phải có những cái biện pháp để mình phòng ngay là trước khi mà nó bị. Đấy thì nó sẽ giảm về cái vấn đề là cái chi phí đầu tư của mình, đúng không ạ? Anh Huân Vì, xin chào. Mình có trồng ít cam và bưởi da xanh nhưng có một số cây bị vàng lá ạ. Anh ơi, nhà anh trồng cam và bưởi á được bao nhiêu năm rồi ạ? Và nó tỷ lệ bị vàng là trên một cây á là bao nhiêu phần trăm? Anh nói cụ thể cho em thì em cái việc tư vấn á thì nó sẽ dễ dàng hơn, nó sẽ, nói chung là nó sẽ chính xác cao hơn. Thì cái quy trình em gửi cho anh ấy thì anh xử lý thì nó sẽ chuẩn hơn và cây là nó sẽ phục hồi sớm hơn. Nói chung là bà con khi mà cây có vấn đề gì á, bà con cứ ghi cụ thể càng tốt. Đấy, đây này, cây rất khỏe. Cây rất khỏe luôn.
Đây cây nào cũng đẹp luôn. Anh Quân ơi, anh Quân Vì ơi, anh có thể là anh nói cụ thể được không ạ? Anh có thể anh nói cụ thể là nó bị bao nhiêu phần trăm cây bị bệnh ạ? Đấy, đây này, những cái cây này á, để được như thế này thì cũng đòi hỏi là cái sự sát sao trong vườn ấy, và phải 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 xử lý và xử lý nấm bệnh rất là thường xuyên. À, anh Tuấn ơi, em có thể nhờ anh một chút được không? Đây anh Tuấn ơi, ra đây. Dạ đây. Không, tại vì em đang like trên cái hội chia sẻ kinh nghiệm của nông nghiệp đấy, tại vì nhiều anh trao đổi cái vườn này là để năm sau anh để quả anh.